Lâu chúng mình quay trở lại với trận đấu Võ Tùng và đến với một game đấu tại ranh Hàn của On Z, một boy band trăm Z của mấy chủ Hàn Quốc, và ngày hôm nay sẽ là cái đấu giữa Z cùng với Galio. Ngày hôm nay On Z sẽ mang lại cho ta một lối chơi Z khác. Hôm trước mình đã làm một cái giáo án Z đi mid mang theo thiêu đốt dịch chuyển Mark W, nhưng ngày hôm nay sẽ là giáo án Z full sát lực tốc biến và thiêu đốt anh em nha. Và để xem là khi trở lại với một con Z thường thấy như vậy thì On Z sẽ có màn trình diễn như nào nha. Let's go. Ok, một lối chơi khác cho Z đứng giữa anh em ơi. Lối chơi này thì khá là giống với lối chơi của Z99. Và mình nghĩ là nhiều bạn sẽ chơi theo lối chơi này. Đó chính là một con Z sốc điện khu đứng giữa với full sát lực, dạ kiếm Rakta hoặc là Nguyệt Đao hay là những món trang bị sát lực khác, chứ không phải là con Z theo kiểu là dìu mãng xà. Nếu như đánh bằng dịch chuyển thiêu đốt hoặc là tốc biến dịch chuyển thì có thể sẽ chơi bằng dìu mãng xà ở món trang bị đầu tiên, đảo đường ramming các kiểu. Nhưng mà ván này thì On Z sẽ đánh theo kiểu là solo kill đối phương. Nếu mà đứng giữa đối phương là những chất tướng pháp sư các thứ thì có thể chơi lối chơi này, nó rất là hiệu quả. Nhưng mà nếu đứng giữa đối phương là một con đấu sĩ hoặc là một con sát thủ mạnh hơn, như kiểu là những con mình hôm trước mình có làm những cái giao án mà Z của On Z phải đối mặt cùng với những con đấu sĩ kiểu như là Pantheon hay là những con sát thủ không dễ để solo kill nó, thì bắt buộc phải đánh bằng hay là những con như Axan chẳng hạn, thì bắt buộc phải đánh bằng kiểu dịch chuyển và lên dìu mãng xà sớm, lên tia mát sớm để đẩy đường. Đẩy lẻ cũng rất tốt với lối chơi như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là đứng giữa đối phương một con Galio, khả năng cao là Galio full AP nên là có cơ sở để solo kill anh em nhé. Ngọc tái tổ hợp cho anh em tham khảo sẽ là kháng phép và sát thương thêm ở nhánh phụ. Có mang theo cả cái thợ săn tối thượng này anh em nhé. Và tất nhiên là khi mà Z lên full sát lực thì nó sẽ có một trang bị rất là ngon, đó chính là... Ui, cấp độ 1 Galio W luôn ạ, cao mấy bạn. Tính W đánh tay nội tại tới từ Galio nhưng mà On Z lách được, và cấp 1 thì phóng Q ăn được hai con. Là đối phương áp lực với UW ạ. Nhưng mà Galio W cấp độ 1 thì không có nhiều áp lực khi mà đã mất W như vậy. Nếu mà Galio Q thì nó sẽ phải Q liên tục. Nhưng quả vừa rồi W trượt đến từ Galio, đánh tay nội tại vào lính và thấy là On Z lao lên đấm luôn. Nhưng mà đây là tình huống kích dư chấn sau pha W tới từ Galio. Căng quá ha. Cấp độ 2 dành cho On Z này. Cấp độ 2 nâng Q đúp nha. Và hồi nãy mình tăng tính nói là cái phiên bản này thì sát lực nó có một trang bị rất là ngon, đó chính là cái nguyên tố luân. Với thợ săn tối thượng cùng với nguyên tố lân thì hồi chiêu chiêu cuối của Z sẽ là cực kỳ rác, thực sự là như vậy. Và nguyên tố lân thì thường là ưu tiên lên ở những món trang bị từ thứ 3 trở đi, mình nghĩ là không nên lên sớm. Lên từ thứ 3 trở đi thì nó sẽ tối ưu hơn về mặt hồi chiêu, khi đấy thì đã có thêm cả những món trang bị hồi chiêu khác rồi. Cấp độ 3 ngay lập tức đó là một pha đúp EQ rất đau. Đứng dưới đã có một tiếng ganh sớm tới từ Gray và người nằm xuống đầu tiên đó chính là Naughty. Sau đó là CV mất khiên phép đang cố gắng chạy bộ về. Một tiếng ganh sớm khá là thành công dành cho Gray với ba bãi ganh bot. Còn khu đứng giữa này thì ba turn đầu. Ôi, thậm chí là Gray còn giết được thêm cả CV mặc dù CV còn flat ạ. Đó là tình huống đẩy cao và không có được thông tin tới từ những con mắt ở tại khu sông dưới và khiến cho dừng đối phương xuống ganh tương đối dễ. Án tử ạ. Án tử dính tới từ Thresh lao vào lưỡi hái xoáy rất nhanh trên đường bay của Q2. Pha xử lý kỹ năng tốt tới từ Thresh. Đây là Elo tầm pha cấu gì khó chịu thế nhở. Elo tầm đại cao thủ. Có thách đấu Hàn ở đây anh em nhé. Mức rank khá cao đó. Còn vừa rồi là một tiếng cấu rỉa, thay vì đứt vào trong trụ thì đứt ra ngoài. Đứt ra ngoài nó khác đứt trong trụ là như thế nào anh em? Mình sẽ phân tích một chút về cái tình huống cấu rỉa này nha. Đứt ra ngoài, xoay e đánh tay, vẫn có thể phóng phi tiêu cấu rỉa. Ok chưa? Nếu bạn đứt vào trong mà Galio W lên nó trả đòn thì mình không có gì chạy cả. Tiếp tục xoay e đánh tay rất đau. Hecarim có mặt tại khu sông dưới chờ đối phương bấm B về, sau đó sẽ tấn công thêm. Đứng giữa thì đang là một kèo pham hòa. Một pha đứt quy nhưng Galio né được bằng tình huống E vừa rồi. Hecarim tiếp cận nhưng đối phương vẫn còn tới hai người ở đây. Triệu hồi lông vũ không có hiệu khống chế. Và Hecarim vẫn có thể rút lui về được với tốc hành. Còn khu đứng giữa thì áp lực tới từ thứ đất của On Z là có tốc biến lên. Full combo tới từ vị trí của Galio và On Z bắt buộc phải tốc biến chạy ạ. Galio đánh căng thế nhờ. Queen có mặt tuy nhiên thì On Z đã rút lui được. Với một con mắt cắm ở tại khu sông trên phát hiện ra Queen thì On Z đã quyết định rút lui rất nhanh. Nhưng máu còn lại đang là khá ít. Galio vừa rồi có một quả bớt sát thương cũng khá căng. Lát hit dưới trụ là một vấn đề nha. Mặc dù nếu như để lát hit dưới trụ với Z thì cái nội tại của Z lát hit rất là dễ, nhưng mà Galio đang có một pha áp lực có định solo kill. Một pha lao lên đến từ On Z với sát thương đủ bằng thiêu đốt và cả sốc điện nữa. Tình huống xử lý mặc dù nhìn rất là đơn giản nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả trong việc cấu rỉa kích sốc điện thiêu đốt và có một cú đúp 2. Tình huống đổi bóng để né Q Galio anh em à. Đúp lên né Q đối phương kích sốc điện.
và sát thương đủ với thiêu đốt, mạng solo kill dành cho OnZ. Nãy giờ có rất nhiều thứ mình cần phải phân tích, nhưng mà quay trở lại kèo này thì OnZ trước đây đã bị đấm tương đối đau bởi con Galio phía bên kia, vì Z cũng là chất tướng rất là mỏng. Tuy nhiên ngay sau đó lại có một pha solo kill và reset thành công tân lính với sự hỗ trợ tới từ Grave. Rừng cũng là rừng thách đấu mà, rất là biết chơi. Không có Grave trong quả vừa rồi thì hơi khó cho OnZ một chút ạ. Thứ nhất là tốc độ đẩy đường của Z cấp độ 4 thì nó không phải là quá nhanh. Thứ hai đừng giữ đối phương có TP trở lại, nếu để đóng băng lính đối phương TP lại phá một cái là nó xong cái tân lính liền à. Mà có rừng cover reset các thứ, về nhà đóng cho mình dao hung tàn đây rồi. Sẽ không phải là những dao án Z dìu mãng xà nữa. Nếu mà đội hình đối phương là một đội hình dày và có nhiều đấu sĩ, có nhiều chống chịu thì cái lối chơi dìu mãng xà, dìu đen nó vẫn rất là hiệu quả. Tuy nhiên ván thi đấu này các bạn thấy là đối phương là một đội hình có 2 AD. Galio đường giữa lên full up thì nó cũng không phải là quá dày đâu. Đường trên thì Kennen bị tấn công mất tốc biến chạy rồi, tốc biến theo tới từ Queen với tiếng Queen đánh tay liên tục. Và đó là lượng sát thương chưa đủ, Gray có mặt. Không đủ sát thương tới từ Queen và Hecarim rồi. Trở lại khung đứng giữa với một cái dao hung tàn thì lượng sát thương đến từ OnZ sẽ là tương đối lớn. Nhưng mà Galio quyết định lên sớm cho mình một cái mảnh giáp nhỏ, đẩy giáp cơ bản của Galio lên con số 63. Một pha lao lên với tiếng EQ nhưng mà sau đó chỉ có một tình huống W rút lui đến từ Galio với dư chấn mà thôi. Đánh tay, đúp EQ đánh tay, sát thương là khá nhiều tới từ OnZ, tiếp tục đánh tay, xoay E đánh tay, đúp 2 và đó là một tình huống. Ôi, phóng phi tiêu đối phương lách được, nhận đánh tay thì lách hộ. Một pha xử lý PK rất căng và lại có solo kill dành cho OnZ rồi. Pha PK 1v1 cực kỳ căng thẳng đến từ cả hai bên. Đây là tình huống mà Galio đã đẩy E lên Q, vừa là áp lực cấu rỉa vừa là dọn lính, W kích dư chấn, phóng phi tiêu tới từ OnZ và chờ hồi W là solo kill thôi, chấp nguyên một tân lính 5 con không vấn đề gì cả. Quay lại đánh tay đến từ vị trí của Galio, đúp E phóng phi tiêu hai cái, tiếp tục đánh tay, đánh tay, đúp 2 lách nhẹ tình huống EQ đến từ Galio, phóng phi tiêu đối phương lách được như đi bộ đánh tay thì sát thương đủ. Trước level sau đã có hai mạng solo kill rồi các bạn, và có được một số từ cái thợ săn tối thượng. Cái số thợ săn tối thượng này nó cũng rất là quan trọng anh em nhé. Bằng chính mang sốc điện thì cái thợ săn tối thượng này nó có thể giúp cho Z có được hồi chiêu chiêu cuối rất là rác ở giai đoạn late game. Về late game thì chiêu cuối của Z nó tầm 30 giây thôi các bạn. Tầm 30 giây đổ về nếu mà cấp độ 16 cùng với có tầm 3 trang bị trở lên. Nhưng không biết là ván này thì OnZ có tự tin lên cho mình giấy khai sáng hay không. Về nhà đóng thêm cho mình hai trường kiếm sau tình huống solo kill vừa rồi và cấp độ 6 đã có dành cho OnZ. Nhiều bạn có chia sẻ là xem OnZ đánh thì không còn muốn xem ai khác đánh Z nữa. Đây là một player có một kênh YouTube cũng có rất là nhiều fan hâm mộ. Và OnZ trong quá trình làm clip thì cũng có giới thiệu đến anh em rất là nhiều những cái tip và trick. Nên là người ta rất là thích xem OnZ. Đối với Z thì bên máy chủ Hàn thì mình vẫn hay làm về Z99. Dạo gần đây thì anh em yêu cầu mình làm về OnZ nhiều hơn một chút. Vì đây vẫn là một player xử lý Z khá là kinh. Mình thì mình không muốn so sánh các tuyển thủ hay là muốn không muốn so sánh các streamer, nhưng mà ui Queen áp sát hơi áp lực tung chiêu cuối đến từ OnZ, giật về rất nhanh và né thành công cú Queen đối phương, đấp Queen ngược trở lại sát thương là cực kỳ nhiều đến từ OnZ trong pha vừa rồi. Mặc dù ban đầu là một tình huống xử lý R để có thể bỏ chạy thôi, nhưng mà tình huống bỏ chạy cũng đã để lại rất nhiều sát thương. Gray lướt xuống tốc biến lên Queen đánh tay có mạng dành cho Gray. Naughty có tầm nhìn nhưng mà Queen chạy không nổi với tình huống không có tốc biến nữa. OnZ đang đứng nhìn ở phía sau, Gray khá yếu, Gray lướt đi có kiệt sức. Kiệt sức vào người của OnZ, sát thương đủ đến từ vị trí của Galio để lấy mạng của Gray 1-1. Queen bắt đầu bỏ đường và thua pha cho Kennen rồi nha. Đang tính nói về việc là cái lối chơi khác nhau giữa OnZ cùng với Z99. Hay là mình hay so sánh giữa Aatrox của Xiaoming và Xiaochemen chẳng hạn. Kret có mặt quăng lồng đèn hỗ trợ tốt, đúp E và sau đó là phóng phi tiêu kích sốc điện đánh tay đổi bóng, đánh tay mạng thứ 3 dành cho OnZ rồi. Một pha xử lý cực kỳ bình tĩnh đến từ OnZ và Kret cũng đã có một tiếng ramming kịp thời để đáp trả tình huống di chuyển tới từ Naughty, nhưng đây là tình huống kéo án tử không nên bay vào vì OnZ đang ở trạng thái không tốt lắm để PK. Có Kennen phía sau, Hecarim lao lên, đúp trước, thấy Kennen tốc biến lưỡi hai xoáy, án tử đi sao? Án tử, lách rất ghê đến Hecarim và lách một hồi thì out tầm án tử luôn. Kennen có một nhịp tiếp cận với chiêu cuối bão sấm sét, tuy nhiên thì lại không còn tốc biến để tiếp cận nữa. Và OnZ mặc dù đang farm thua so với Galio, tuy nhiên thì lại đang có tới 3 mạng 1 điểm hỗ trợ và những tình huống xử lý gần đây của OnZ các bạn thấy rồi. Về mặt kỹ năng cá nhân đối với con Z này thì OnZ xử lý quá tốt rồi. Những giao án trước đây mình làm về Z lên theo kiểu là dìu mãng xà cùng với dìu đen á, thì là mắc đứt.
Nhưng mà ngày hôm nay với giáo án Z sát lực này thì có thể sẽ là mắc E để bớt sát thương anh em nha. Tức là tùy từng ván đấu, tùy từng lúc đi mà sẽ hướng tới những lối chơi Z khác nhau, tùy từng đối thủ trong từng game đấu nữa. Đó chính là điểm hay của những Boy Trăm Z là họ rất là biết kèo. Vừa rồi là tình huống lao đến kích sốc điện nhưng phải trả máu lại. Xoay E phóng phi tiêu, Galio có dư chấn chống chịu khá trâu. Tung chiêu cuối né W Galio và sau đó đánh tay, phóng phi tiêu hai lượt thiêu đốt đánh tay xoay E. Thiêu đốt sát thương sẽ là đủ solo kill dành cho Z. Thêm một mạng gục solo kill nữa dành cho cái giáo án Z sát lực này. Đánh thế này bảo sao không đánh Z lên thách đấu hàng các bạn. Đây là một ngày mà OnZ đang có một lối chơi khác so với những clip trước đây mình làm anh em nhé. Vì cái lobby này là lobby có những... Ôi quả này hơi khó rồi. Lobby là lobby có những cái player khác và có một cái chất tướng khác đi. W sang phía bên kia bờ tường. Naughty đấm rất đau và... Thấy cá chắc cốp thế. Em ở đây lại còn R lên đây nữa. Thế này thì gần như là xua ganh rồi anh em ơi. Không chạy nổi. Bị shutdown bởi Hecarim với tình huống di chuyển ra tới từ Naughty. Một quả di chuyển khá là bất ngờ tới từ Naughty vì cái lượng tầm nhìn tại khu sông dưới hiện tại nó hơi ít. Giày khai sáng trước đây đã có rồi, lần này về nhà thì nâng cấp hai trường kiếm thành cao phiêu. Để xem sẽ lên kiểu Nguyệt Đao hay là dạ kiếm Rắc Tha anh em nhé. Hay là kiếm Ma Yumu. Đối với kiếm Ma thì lúc mà nó mới chỉnh sửa lại thì nó khá hot nhưng bây giờ thì nó ít lên rồi. Ván này cũng có thể có một Gray sát lực nữa này. Nếu như ván này hướng tới cái lối chơi Z dìu mãng xà và đẩy đường sang hai cánh thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có thể bị hạn chế đôi chút. Vì đường dưới đối phương là Sivir, một đường dưới cũng không phải là PK quá nhiều để mà ramming nữa. Đường trên cũng vậy. Và đường giữa đối phương là một Galio có thể bị solo kill nên là lên sát lực solo kill Galio để lấy lợi thế cá nhân có lẽ sẽ là một hướng chơi ổn. Cũng là lý do vì sao mà OnZ quyết định dùng cái giáo án này trong cái ván đấu này. Mình rất là thích những Boy Charm có khả năng biến tấu cái lối chơi tùy theo từng lúc đi anh em nhé. Vừa rồi thì Sivir khu đường dưới đã bị tấn công hạ gục ở dưới trụ. Đó là một lợi thế dành cho team của OnZ tại khu cánh dưới bản đồ với một Saiya đang xanh hơn so với Sivir. Galio thì farm rất là tốt và liên tục dùng những cú dịch chuyển của mình để trở lại đường. Ở đây là tình huống tham minh dịch chuyển hơi không tốt tới từ OnZ. Móc tới từ Naughty trúng trap móc ngược trở lại xoay E như đối phương còn siêu dáng thế. Dấu ấn tử thần né siêu dáng thế tham minh tốt. Bị kiệt sức rồi, sát thương là chưa đủ. OnZ click lồng đèn, OnZ đổi bóng chạy với cái W. Và không ai phải lên bảng cả. Cả hai đều mất máu rất nhiều. Đây là tình huống mà OnZ bắt buộc phải về vì quá yếu máu rồi. Đợt lính khu đường giữa sẽ cần phải có người phòng ngự dùng. Vẫn chưa đủ tiền lên đồ thần thoại nên quyết định lên thêm hai trường kiếm. Và con Z này mắc E. Ok chưa? Đây chính là sự khác biệt so với những game đấu trước mình làm về anh chàng con Z này. Khi nào cần đánh Z đấu sĩ thì đánh đấu sĩ. Khi nào cần đánh sát thủ thì đánh sát thủ. Và mặc dù là Z nào thì cảm giác là OnZ vẫn xử lý rất mượt. Đối với Z mãng xà cùng với dìu đen thì có thể là mắc đứt nhưng mà con Z sát lực này thì mắc E thôi. One shot unkill. Trời ơi nó nghệ, nghệ đừng hỏi anh em ạ, cao tờ ác luôn. Phóng phi tiêu, tốc biến khi thấy Hecarim. Quả này Heka di chuyển chung với Naughty và áp lực thế nhở. Kéo hết ra mid thế này mấy bro. Đối phương đang giành quyền ra dòng trước với tình huống đẩy lui được OnZ. Và sau đó là Gray di chuyển qua tầm nhìn mất rồi. Đối phương để lại rất là nhiều tầm nhìn tại khu bùa đỏ của team OnZ. Thread bắt đầu đến với cú án tử thành công. Dịch chuyển được dùng tới Kennen với chiều cuối sẵn sàng và Hecarry mất máu cực nhanh. OnZ lao vào tấn công dính năm đấm công lý tung luôn cho mình dấu ấn tử thần. Và sau đó thì mạng dành cho Kennen với tình huống bão sấm sét. Tiếp tục đổi bóng lên với tình huống án tử thành công tới từ Thread. OnZ đang quyết định đổi bóng lên xoay E đánh tay kích nội tại và dứt điểm thành công hỗ trợ đối phương. Tiếp tục PK của VCV nhưng bị trụ bắn một hit hơi đau rồi thôi xong rồi. Queen cũng đã có mặt kịp thời mặc dù không phải là một Queen dịch chuyển nhưng vẫn đi bộ xuống dưới bot bằng một tình huống chiêu cuối. Và ngay lập tức đó là tình huống OnZ đã bị đối phương shutdown. Queen tiếp tục di chuyển tìm kiếm Ray người đang yếu máu nhưng Ray có tầm nhìn kích Yumu cố gắng rút lui. Phía sau thì Saiya đã có một tình huống ăn trụ với sứ giả khe nứt. Đây là một trụ vẫn là nam khiên trụ cho team OnZ. Và Queen liệu rằng có dám PK hay không? Queen lên kháng phép PK với Saiya đã có móc diệt cùng với giày cuồng nộ có vẻ không phải là một tình huống lợi thế gì cho Queen cả. Queen cũng hết spell rồi. Vẫn đang là một tình huống quyết định PK tới từ Queen thì phía sau đang là Hecarim. Triệu hồi lông vũ còn đến từ vị trí của Saiya hay không đây? Không còn triệu hồi lông vũ. Và đó là một tình huống vẫn đánh tay hồi máu bỏ chạy tới từ vị trí của Saiya. Bị hoảng sợ bởi chiêu cuối của Hecarim. Nhưng sau đó thì Gray vẫn còn tốc biến để tốc biến dứt điểm hỗ trợ thành công trong tình huống gỡ mạng. Những tình huống trao đổi đang liên tục có lời cho team của OnZ trong khoảng thời gian gần đây. AD khỏe, rừng cũng khỏe. Bản thân OnZ thì đã có cho mình dã kiếm Rakta rồi. Đang đứng rình xem đối phương có định ăn rồng hay không. Ray quyết định lướt xuống bắt đầu khởi động con rồng nguyên tố.
Phía bên kia thì án tử thành công vào người của Galio, đấm EQ đánh tay kích sốc điện. Gray lướt ra tấn công, lưỡi hai xoáy thành công, Galio đấm đứt. Và sau đó là Q đánh tay, mạng shutdown dành cho vị trí của Galio. Tiếp tục dính án tử dấn tử thần lao vào. Sát thương đến từ dấn đã đủ nhưng vẫn phóng phi tiêu vào để dứt điểm cho nó chắc. Kết hợp cùng với đó là một tiếng cấu rỉa thêm vào người của Naughty nữa. Bot thì bên phía team 2 đã không đón kịp lớp khiên trụ này rồi, nhưng đối phương vẫn đang có định khởi động con rồng nguyên tố. Tiếng án tử tới từ Threat nó chỉ trúng vào con rồng nguyên tố này mà thôi. Mạng thứ 6 dành cho OnZ rồi. Bao nhiêu số của thợ săn tối thượng rồi nhỉ? 3 số của thợ săn tối thượng rồi anh em nhé. Vẫn còn mạng của Hecarim chưa ăn được thì phải. Vẫn còn 2 số nữa chưa lấy được. Đó là Sivir cùng với Hecarim anh em ạ. Nếu mà tham gia hạ gục được Sivir hoặc là Hecarim sẽ có thêm 2 số của thợ săn tối thượng nữa. Lúc đó thì thời gian hồi chiêu chiêu cuối sẽ được rút ngắn xuống rất là đáng kể. Vừa rồi thì phải bỏ rồng nguyên tố thứ hai. Đây là một con Z cơ độ 10, đây là chiêu cuối đang là tầm 70 giây. Lên được cấp độ 11 nó sẽ là còn khoảng chừng 58 giây. Cấp độ 16 sẽ là 46,78 giây. 46,78 giây này là nó chưa tính vào hồi chiêu cộng thêm cho những trang bị phía sau anh em nhé. Kích sốc điện rất đơn giản với tình huống đấm EQ. Đau, đau thật sự. Galo lên áp, mặc dù đã có ra tay Seeker full số nhưng mà vẫn mất máu khá nhiều nha. Nhấp nhả liên tục tới từ OnZ, đối phương đấm vào một cái là dùng R outplay W đối phương ngay. Đấm EQ đánh tay liên tục, đánh tay liên tục. Đổi bóng rút lui. Nếu mà mình dùng R sớm, đối phương sẽ đứt E counter và không nên làm như vậy anh em nhé. Quả vừa rồi dừng lại ở cấu gì và Gray đã tới. Gray thổi chiêu cuối, sát thương là không đủ quá đen cho Gray. Thiếu đi một chút sát thương và bùa đỏ vừa rồi cũng không đủ sát thương để dứt điểm đứng giữa đối phương nữa. Galio đang bấm B về và Queen đang có mặt. OnZ đang cố gắng cản bấm B về, một hit từ trụ. Queen bắt đầu di chuyển ra với chiêu cuối đi qua đồn địch. OnZ không còn tốc biến nữa và đứt vào bụi cỏ rồi R trước. Đứt vào nhưng đối phương có tầm nhìn từ một cú W. Bị thiêu đốt bởi Queen. OnZ có một mạng hạ gục với chiêu cuối dấu tử thần, nhưng ngay lập tức cũng đã phải trả mạng lại với cú thiêu đốt của Queen. Cái lượng tầm nhìn đến từ cái W của Queen khiến cho OnZ vừa rồi đã không thể outplay được cái lượng sát thương tay tới từ Queen phía bên kia. Một đổi một mất con sứ giả cánh trên, nhưng tất nhiên là xạ thủ đang có khoảng trống để báo khiên trụ. Báo máu trụ thì đúng hơn là báo khiên trụ. Lúc này khiên trụ đã hết rồi. Tổng lợi thế về tiền thì team của OnZ vẫn đang hơn đâu đó khoảng chừng có số 3.000 tiền nha. Và bắt đầu có được thêm những món trang bị sát lực phía sau rồi. Hecarim đang đi cướp rừng nhưng đi qua tầm nhìn rồi. Và đây sẽ là tình huống Kennen lao vào làm choáng trước. Sốc điện được kích hoạt với nửa cây máu của Hecarim. Nautilus cũng đã phải hết phát bỏ chạy và Threat đang có định đi đường vòng để mở. Tuy nhiên thì đồng đội ở hơi xa. Khu vực đường giữa Saya và Sivir thì Sivir đã bung hết tất cả năng lượng của mình ra để đẩy đường chung với giao điện Static. Nhưng vẫn đẩy sau so với Saya. Vì đây là một con Saya rất xanh. OnZ thì đã có cho mình hai mảnh của đồ sát lực thứ hai. Với hai mảnh này thì để xem sẽ lên cái gì, khả năng cao sẽ là một cái ám muội chăng hay là nguyên tố lân lên sớm nhỉ? Mình nghĩ là nguyên tố lân thì không có nhiều người muốn lên sớm lắm. Thực ra lên sớm thì cũng không vấn đề gì cả. Nó là vẫn trang bị sát lực tương đối mạnh dành cho một vị tướng cần sát lực như là Z. Để xem là OnZ sẽ lên cái gì anh em nhá. OnZ thì không livestream nên là mình không làm được mấy cái preview của OnZ. OnZ chỉ chơi game xong record lại làm clip thôi. Z99 thì có livestream trên Twitch nên là lâu lâu mình vẫn có thể làm được preview. Một pha đứt vào, R vào, tốc biến xoay E và đó là mạng dành cho OnZ. Với lượng sát thương sát lực như thế này thì việc one shot những xạ thủ đối phương là chuyện quá đỗi bình thường. Vừa rồi là tình huống gặp đối chút khó khăn khi mà Onin trước. Nếu như ZR trước thì Queen nó sẽ có một cái E để đẩy đối phương ra, nhưng mà OnZ quả vừa rồi thì có tốc biến tiếp cận và sát thương đủ, nhưng đứng giữa đang có đánh nhau. Đó là một tình huống dịch chuyển được dùng tới từ vị trí của Kennen, nhưng khi đáp xuống thì không biết là còn cái gì để chơi hay không. Đây còn chiêu cuối để chơi, làm choáng bồi vào, double kill cho Gray. Hai AD cũng quá xanh rồi anh em ơi. Một quả thu lông tới từ Saya, cực kỳ nhiều sát thương và hiệu khống chế, gần như là máu bên phía team 2 tụt không phanh trong pha vừa rồi. Đồng đội giao tranh thắng và ngay lập tức đó là một tình huống đẩy thẳng vào ép lui Sivir với tốc biến và sau đó thì ăn trụ đường giữa. Cánh dưới thì OnZ có cho mình trụ 600. 1.500 tiền sau một mạng cùng với một trụ 2 đường dưới được kiểm soát. Gray đang là người xanh nhất trên toàn bản đồ với một nhịp farm tốt, farm gần như là bằng so với OnZ luôn. Và có 626 cây đây, 832 cây đây là những gì mà OnZ đang có, và đồ 2 sẽ là một cái ám muội. Ok. Ám muội vẫn là 18 sát lực anh em nhá. Dã kiếm là 18 sát lực và cho thêm tốc độ di chuyển cùng với hồi chiêu cho mỗi trang bị huyền thoại cộng thêm. Lượng hồi chiêu hiện tại đang là con số 70 điểm hồi chiêu khi kết hợp cùng với giày khai sáng Aeonia.
và cả cái thăng tiến sức mạnh này nữa. Với 70 điểm hồi chiêu cùng với 3 số của thợ săn tối thượng. Ôi, đứt ra phóng phi tiêu xoay e các kiểu, và sau đó thì solo kill dành cho OnZ. Tiếp tục bắt lẻ được Queen ở cánh đẩy lẻ, nhưng sau đó có về đấy không, đấy đối phương đang dí nhưng mà đang bị dí ngược trở lại. Với sự hiện đến từ Thread cùng với cả Gray nữa, OnZ sẵn sàng cho tình huống tham chiến, đối phương tốc biến chạy. Và khu vực đường giữa vừa rồi thì Hecarim cùng với Galio đã bắt lẻ thành công xạ thủ của team OnZ khi mà Saiyan này không có tốc biến, không có chiêu cuối. Naughty móc trúng Hecar vào đạp E, Sivir bật siêu, bật R lao lên, không có R. Đó là mạng vẫn dành cho Sivir với tình huống đánh tay bằng W thì phải. Kennen tốc biến vào sau tình huống chiêu cuối làm choáng được hai thành viên đối phương. Và chưa đủ sát thương nên Kennen đã đủ sát thương để lấy mạng người chơi đi rừng của phía team 2. Móc thành công tới từ Naughty, Galio lao vào với băng trượng cùng với W. Kennen cũng đã nằm xuống sau tình huống R flash vừa rồi. OnZ thì tiếp tục đẩy tiếp nhưng mà ngưỡng máu còn lại đang hơi ít. Quyết định farm thêm bãi cóc trước khi giật về. À đúng rồi, cái lối lên trang bị và cái lối chơi bằng tốc biến thiêu đốt cùng với sát lực này thì nó sẽ hơi khó để farm bằng thời gian các bạn nhé. Những cái giá trước mình làm về OnZ mà cầm bằng dịch chuyển, đánh bằng dìu mãng xà thì farm lính ở đường không mất máu, hút máu lại rất là tốt. Farm quái rừng cũng vậy, hồi chiêu cũng rất là nhiều. Nhưng cái giá này thì không thể nào farm bằng thời gian được. Không có dịch chuyển, đẩy cánh thì cũng không có dịch chuyển để đẩy cánh một cách tự tin nữa. Ví dụ những quay như thế này mà có dịch chuyển là đang farm trên top rất là ngon rồi. Hai pha này rồng ra rồi, phải xuống dưới bot thôi. Quay top thì cứ để đó thôi. Một pha cấu dỉn nhẹ và xạ thủ đối phương nhưng mà không mất máu quá nhiều tới từ Sivir. Đồ ba quyết định lên cung xanh và hướng tới thực phục hận. Con rồng nguyên tố này là rồng nguyên tố thứ ba rồi, đối phương có hai rồng nên là bắt buộc phải đánh rồng ba thôi. Và với vị trí đứng đến từ Queen thì khả năng cao đối phương sẽ bỏ rồng để gỡ tiền, gỡ lại một ít tiền đứng trên cho Queen. Queen thì cũng không đến mức quá thọt so với Kennen. Đây là chất tướng đánh theo trang bị rất là tốt và đánh theo thời gian cũng tốt nữa. Càng cấp độ nhiều thì Queen lại càng bay nhảy nhiều trên toàn bản đồ và đi farm đường cánh thì rất là thoải mái khi bên phía bên kia đang là một con Z không có dịch chuyển đầy lẻ. Ép Baron à? Ép Baron với tiếng kéo án tử vào Baron nhưng không ai tanh cả, đội hình này không ai tanh đâu anh em ạ. Bởi vì Baron mất máu sẽ rất nhiều. Team OnZ có rồng sau đó giật lên cánh trên nhưng mà đối phương bắt đầu phản công khi mà thấy rằng Z vừa mất W nhưng tình huống bật R của Sivir thì không ai follow up cả. Eparon không nhở? Seiya có đam, Gray có đam nhưng mà Eparon thì sợ là mất máu hơi nhiều và cần phải có những góc đứng để đánh ngược trở ra. Mà Kennen đang bận lên top để đón wave và sẽ là tình huống cố gắng reset wave vào trong trụ cái đã. Trụ đường trên đối phương cũng không còn nhiều máu nữa. Bắt đầu đam Baron rồi. Bắt đầu là tình huống đam Baron và Hecarim đã bị lộ vị trí khu đứng giữa, bắt đầu di chuyển dần ra từ Hecarim ra tới nơi thì Baron đã mất. Tốc độ ăn là quá nhanh với đội hình 4 sát thương cực kỳ tốt. Một con Baron được ăn chớp nhoáng tới từ team của OnZ. Và OnZ sẽ ở lại khu đường trên thêm một nhịp nữa để có thể tiếp tục đẩy đường và hướng tới trụ một đường trên đối phương. Dù sao lần về nhà này cũng chưa đủ tiền để lên cao phiêu hay là một đồ lớn gì cả. Cùng xem là cái giá bán Z sát lực này trong team fight thì sẽ xử lý như thế nào anh em nhé. Với những giá bán trước đấy mình làm về con Z lên theo dạng đấu sĩ thì sát thương giao tranh cực kỳ nhiều luôn. Gần như một pha giao tranh có thể đánh bằng 3 cái W. 3 cái W thì sát thương cùng với những cái dìu đen nó trừ giáp, hỗ trợ sát thương rất là tốt cho đồng đội. Và cái dìu mãng xà nó cũng gây lượng sát thương lan tương đối đáng kể nữa. Nhưng mà giá này chỉ có gây sát thương đơn mục tiêu thôi nhá. Tất nhiên lượng sát thương lan vẫn có nếu mà xử lý tốt nhưng mà đa phần là hướng tới khả năng one shot. Rồi. Top rừng đang PK và Gray chết trước, Kennen gỡ được một mạng cùng sau đó thì Hecarim húc thẳng vào với Hecarim Sojin. Hecarim lên Sojin món một luôn đã cục vậy. Một hướng lên trang bị rất là thú vị tới Hecarim. Fred cũng đang phải bỏ chạy sau tiếng đóng hộp và Sivir đang ném liên tục mặc dù sát thương không nhiều lắm nhưng gãi lắm cũng trờn. Sivir đã có một tình huống có siêu dáng thế cover bật siêu lao lên nhưng bị triệu hồi lông vũ lên bản đếm số rồi. Lồng đèn quăng ra nhưng bị lá chắn Duran giữ chân lại và không click được vào lồng đèn. OnZ có mặt tấn công hỗ trợ đối phương luôn hay không đây, dấu ấn tử thần dùng sớm luôn rồi. Đánh tay đứt EQ thiếu đốt, đánh tay thiếu một ít sát thương nữa, thêm một đòn đánh tay nội tại nữa, sát thương thiếu đốt là đủ. Mạng thứ 10 dành cho OnZ và sau đó tiếp tục uống phóng phi tiêu. Đối phương đã cực kỳ yếu máu từ vị trí của Galio. Một pha flash lên đứt EQ và khiến cho Galio không kịp phản xạ với đồng hồ. Tiếp tục là tiếng phóng phi tiêu nhưng hết sát thương mất rồi. Hecarim vẫn có thể rút lui được. Và lúc này vẫn đang bị kẹt lại ở 3 số thợ săn tối thượng, chưa tham gia cùng Sivir hay là Hecarim được. Một Hecarim lên trang bị Sojin ở món trang bị đầu tiên ạ. Một hướng build cũng rất là thú vị đến từ rừng bên phía team 2. Và đây là một con Z đã là 11 mạng hạ gục cùng với đó là 3 trang bị lớn rồi. Saiya 3 đồ, Z 3 đồ. Gray cũng gần 3 đồ với dìu đen là món 3. Cấp độ 15 rồi. Hồi chiêu cuối là 46 giây. Với khoảng chừng 95 điểm hồi chiêu anh em nhé.
Thương phù hận cũng là một trang bị có lượng hồi chiêu tương đối lớn. Vừa rồi thì có thêm cả bùa xanh nữa. 43 giây một lần. Tầm này mà phun số tối thượng cùng với cấp độ 16 ha, để xem là hồi chiêu nó sẽ tầm 30 mấy giây đây. Một pha lao vào kích sát thương cực nhiều nhưng không dùng được dấu ấn tử thần kịp. Với pha trừ cuối bỏ chạy thứ tư Heka. Heka này đã có đã có Muramana, đã có thêm cả hai mảnh của trang bị gì tôi không biết nữa. Ray đang bị bắt lại trong khu vực rừng của đỏ đối phương và bị ném liên tục bởi Sivir. Sivir có mạng. Đây vẫn là một chất tướng phòng thủ rất là tốt đấy anh em nhá. Hạn chế những quả nằm xuống như thế này. Không end game sớm được đội hình hai xạ thủ đối phương lên game cũng rất là phiền. Heka này vẫn chưa có đồ thần thoại anh em ơi. Lên toàn là đồ huyền thoại không à. Đẩy lẻ với Galio có đồng hồ, đứt E Q, kích sốc điện đánh tay liên tục, dính băng trượng, dính quy Galio, Galio mất dư chấn rồi. Gồng lá chắn Duran mắc thời gian, dồn tử thần hơi sớm. Nhưng mà sát thương đến Onze vẫn là rất nhiều. Đối phương đồng hồ, giật ngược trở lại với hai cái bóng, phóng hai cái phi tiêu vào mồm, có mạng cho Onze nhưng sau đó thì Queen áp sát hơi khó rồi. Queen lướt đai, lướt cung phong linh các kiểu lên và Kennen TP cover nhưng đối phương flash chạy, Kennen lao vào với tướng tốc biến nối choáng tốt nhưng quang quy xịt đánh tay liên tục tới từ Kennen. Sát thương đã đủ rồi nhưng sau đó thì Heka chắc chắn sẽ có mạng ngược trở lại với một Kennen hết R, hết flash, hết đai tên lửa. Khu vực đứng giữa đó là một pha lao lên bắn tốt tới từ Saya. Tốc biến đổi tốc biến giữa hai AD nhưng mà Saya là người có mạng và Thresh là người tanh cho Saya đi ra. Heka có mặt tại khu đứng giữa nhưng mà Gray cũng đang ở gần khu vực này với một Gray 2 đồ rưỡi. PK với Heka hay không, Heka này hơi khỏe nha. Mặc dù những bản gần đây thì Heka đã bị nợp rồi. Dòng nguyên tố thứ tư sẵn sàng, Heka lấy cấp độ 14 từ được lính khu đứng giữa. Di chuyển chắc chắn đã đi qua tầm nhìn rồi nhưng mà liệu rằng có mở được hay không đây. Quét thấy nhau rồi, án tử đổi với cú móc mỏ neo. Saya đang tới nhưng mà thủy đô tầm nhìn hất tung hai người cùng với siêu dáng thế. Thresh kẹt lại phía sau. Saya bắn hết nổi, dính băng trượng, Saya không còn gì để chạy cả. Nó sẽ là mạng triple kill dành cho Hecarim, hơi throw rồi. Heka này khỏe thế nhờ. Naughty Galio phụ đam và phụ CC rất là đáng kể. Với một Galio băng trượng và Naughty giáp vai người thần. Và con Heka làm hết luôn anh em ạ. Heka nó vét sạch luôn. Đam ác đạn thật chứ. 1.94 thời gian hồi. Mắc quy mắc đứt rồi. Nó quạt thốn ác ạ. Cấp độ 16 dành cho Onze. 37 giây một lần. 95 điểm hồi chiêu và 37 giây cho một cái dấu tử thần. Trang bị thứ tư cũng đang tiếp tục muốn hướng tới một món sát lực nữa tới từ Onz. Một giáo án phun sát lực tới từ Onz ở trong ngày thi đấu hôm nay. Saya đã có cho mình một cái khăn choàng giải thuật để thoát khỏi những CC tới từ Naughty hay là Galio. Đầu trận thì Saya vẫn rất xanh và thực ra là có ba đồ rất là sớm đấy nhưng mà nãy giờ là chỉ có thể bắt Sivir thôi. Lại tiếp tục lên cánh trên tìm kiếm Galio cho tình huống PK 1v1, lại là đứt EQ, kích sốc điện vô cùng mượt. Nhưng mà quả này không dám Monin nha, đối phương có đồng hồ lại rồi. Hecari vẫn ở khá gần và không có ai ở gần để cover cho Onz cả. Kennen cũng không có TP nha. Thôi đẩy đường ha. Dừng lại một tình huống đẩy đường lên cao và sau đó thì di chuyển hỗ trợ đồng đội áp lực tại khu vực sông trên. Giúp Thresh có được áp lực để di chuyển cắm mắt. Hecarim đang có định xông thẳng vào đường đối phương thì phải. Đây là một Heka rất khỏe với dìu đen ở món trang bị thứ 3. Ok, đai khổng lồ đó rồi. Kennen PK cùng với Queen nhưng mà Kennen có vẻ là chất tướng không phải là một khỏe. Vì đây là Kennen AP chứ không phải là AD. Đánh chờ dịch chuyển teamfight Baron thôi anh em. Đường cánh này Queen bắt đầu khỏe rồi ha. Queen 3 đồ có hút máu từ suy vong. Bắt đầu phá trụ bằng tàn phá hủy diệt và team của Onz đang có định ép Baron thêm một lần nữa. Bắt đầu đam Baron tới từ Gray nhưng Onz quyết định ping là lùi. Ping lùi để lên top farm nốt cái way top cho nó nhìn đỡ xấu đi coi. Way mid cũng đang không đẹp đâu nha. Đối phương có tầm nhìn rồi nên là đối phương cũng không có lý do gì để chết cả. Không có lý do gì để cắm đầu cắm cổ ra đây cả. Thậm chí đối phương đang có định đứng đánh chặn tốc biến móc mắc tầm tới từ Naughty. Heka đẩy thẳng vào và đó là một tình huống siêu hùng dáng thế đáp xuống vẫn hất tung được Gray. Án tử đến từ Thresh, sau đó tốc biến sang phía bên kia bờ tường và Saya mất khăn xong thì bị Fear, bị Hecarim tông và Ray cũng yếu lắm rồi. Onz tới kịp với tình huống dồn sát thương mà không cần đến chiêu cuối có thể dứt điểm được rừng đối phương. Shut down được Hecarim, nhưng mà Thresh yếu, Thresh đi rồi. Đứt chạy và Z của Onz có lẽ như cũng khó về rồi. Galio có một pha gồng lá chắn Duran mắc thời gian và Onz tốc biến đi nhưng vẫn bị giữ chân lại, khó luôn rồi. Ui, bên kia đánh càng quá anh em ơi. Toàn đại cao thủ thách đấu hàn đánh càng thật sự ạ.
giết được rừng đối phương đấy, nhưng mà team nằm xuống tới 4 người như thế này thì hơi khó để Gray tiếp cận Baron. Queen tiếp tục đẩy lẻ khu đứng dưới, vừa rồi là Queen ăn hai trụ liên tục ạ. Queen này ăn hai trụ liên tục và đang ôm 2.500 tiền, giàu thật sự. Mặc dù Gray còn tương đối nhiều máu và có trừng phạt đi chăng nữa, đi ra đến nơi thì như nào đây? Ô, đối phương ăn không kịp anh em ơi, con Sivir yếu quá. Sivir đồ 3 còn đang có định lên rất thần ạ. Queen đã khoét tới trụ 3 đứng dưới và quyết định giật về đến từ Queen. Như vậy là tình huống này đối phương không có Mega Boss mà cũng không có được Baron. Cũng rất may là team của OnZ chưa mất đi hết tất cả lợi thế đã có. Nhưng mà cách biệt về tiền thực ra là con số rất ít ỏi tại thời điểm này, với chỉ tầm 1.000 tiền hơn. Hơn có tầm 1.000 tiền à. Mà lại còn thua rồng nha, thua khá là nhiều rồng là đằng khác. Tính ra game đấu sau tình huống đổi mạng vừa rồi nó là về thế cân bằng luôn rồi. Đồ 4 quyết định lên một cái áo choàng bóng tối. Rất là cần đến cái áo choàng này anh em ạ. Bởi vì cái áo choàng này nó giúp cho OnZ sẽ tiếp cận được pha tranh với một mức độ an toàn hơn. Nhặt được cái bùa xanh rồi. Không có cái áo choàng này vào dính một CC là rất khó về anh em. Vừa rồi là một tình huống dính cái W Galio là chết luôn đó. Mà Galio bây giờ thì nó gồng W cũng có một cái sự chủ động cao hơn. Tức là nó có quyền nhả sớm hoặc là nhả trễ. Nó giống như cái kèo mà Saiyan đánh cùng với Fiora mà con Saiyan gồng Q các bạn. Fiora phản đòn lúc nào thì nó cũng rất khó. Đổi bóng xuống với tình huống W sắp hồi lại, tiếp tục cấu rỉa trang, đớp E trượt rồi. Bị Queen bóc mất cho mình đó là cái áo choàng bóng tối, và Queen này là Queen đẩy lẻ với búa tiến công luôn rồi. Một Queen đầu trận rất thọt nhưng lúc này đã là 4 trang bị lớn. Saya thì đang bị kẹt ở 3 đồ vì phải lên cho mình đó là một cái khăn giải thuật. Cũng may đội hình đối phương không phải đội hình quá dày nên là không cần phải hướng tới Dominic sớm. Tiếp tục đứng đánh chặn với tiếng W và bụi. Giật ngược trở lại, xoay E, phóng phi tiêu. Tiếp tục xoay E 2 lần. Hecarim dính án tử, xoay E tung luôn giỡn tử thần. Giật ngược trở lại rất nhanh tới từ OnZ. Hecarim mất máu quá nhiều để có thể tiếp tục giao tranh, rồi tiếp tục xoay E phóng phi tiêu đứng từ vị trí cực kỳ xa. Tiếp tục xoay E phóng phi tiêu mạng dành cho OnZ. Mất ra tử thần và CV cũng đã phải bỏ chạy bỏ lại phía sau, đó chính là Galio. Đổi được duy nhất một mạng đến từ bên phía của team 2. Đổi được mạng của Kennen mà thôi. Hecarim thì đã quá yếu sau tình huống bị dính cái dấu tử thần và quyết định đi ăn rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu và lấy linh hồn rồng thay vì việc cạnh tranh một con Baron đang hơi no hope. Nhưng mà OnZ có mặt nha, OnZ quyết định bỏ Baron để đồng đội ăn Baron và sau đó thì mình di chuyển trước. Di chuyển trước của đối phương không hề có tầm nhìn với tiếng di chuyển này của OnZ. OnZ bắt đầu tiếp cận pha tranh này rồi. Đúp E Q đánh tay kích sốc điện và ngay lập tức đó là một tình huống có mạng dành cho OnZ. Đúp R, đúp 2 xoay E và hai mạng dành cho OnZ để gỡ lại sau tình huống mất linh hồn rồng vào tay đối phương. Và để xem linh hồn rồng đánh với Baron sẽ là như thế nào đây. Tiếp tục truy lùng với pha đúp Q nhưng Hecarim chạy được với tiếng kích tốc. Vẫn dồn sát thương rất khét vào những vị trí mỏng như là CV hay là Queen. Một phát chết luôn anh em ạ. Không cần R đứt vào xoay E phóng phi tiêu chuyển dạng đánh tay nội tại. Không cần thiêu đốt luôn. Được Ray nhường tiền của con bùa đỏ để mua trang bị cuối hay như thế nào đây ta. Đứng giữa trụ có dành cho team của OnZ, dấu ấn tử thần vào. Mạng dành cho Ray chứ không phải là OnZ. Tiền đã cầm đó là 2.400 rồi. Để xem là đồ cuối liệu rằng sẽ mua cái gì đây. Sát lực lúc này thì vẫn còn đó, kiếm âm u hoặc là nguyên tố luân, nhưng tôi nghĩ là nguyên tố luân nó sẽ hợp lý hơn dành cho Z ở món trang bị cuối cùng. Vừa gia tăng thêm sát lực, vừa có thêm một cái lượng hồi chiêu cuối rất là đáng kể. Bây giờ chiêu cuối cái hồi có 31 giây, 32 giây một lần chiêu cuối. Tốc độ hồi là siêu nhanh với 5 số của thời gian tối thượng anh em nhé. Cấp độ 18 thì W hồi cũng là rất nhanh rồi, đang xin tiền 2.600 với thêm một thanh trường kiếm trên người nữa. Rồi, về đóng nguyên tố luân luôn. Với nguyên tố luân thì để xem sát lực như thế nào rồi. 64 sát lực, 64 xuyên giáp, 30% xuyên giáp cộng thêm. Tầm này nó là vào máu sát thương chuẩn luôn anh em. Queen thì nó có cái búa tiến công nên là máu giáp nó khá tốt. Nhưng mà Sivir thì các bạn thấy là chỉ có... À, Sivir thì có giáp thiên thần luôn. Galio thì có đồng hồ Cazonia, Hecari bắt đầu lên giáp rồi. Heka này mỏng, Heka này có 136 giáp thôi anh em ạ. Nauti là 220. Di chuyển xuống dưới boss, một pha đứt Queen trượt rồi. Xoay E, Queen đạp E. Nhưng đó là một tình huống đạp E nhầm vào cái áo choàng bóng tối. Không hề có hiệu khống chế. Một quả solo kill, mặc dù chưa mắc ping nhưng mà lượng sát thương thời điểm này nó là quá khủng khiếp. Và tôi đang muốn xem là chiêu cuối nó hồi bao nhiêu giây. 28 giây. 28 giây và nếu như có mạng, một mạng nhà thì nó hồi bao nhiêu giây anh em. Xoay E này. Và sau đó là một tình huống đứt 2 giật về. Trời ơi, nghệ. 14 giây.
Chiêu cuối giờ có 14 giây anh em. Với cái nguyên tố luân thì hồi chiêu chiêu cuối của Z là 30,65 giây với 130 điểm hồi chiêu. 30 giây một lần, và nếu như hạ gục thành công một người với giới tử thần, chiêu cuối còn lại có 15 giây mà thôi các bạn. 14-15 giây mà thôi. Một pha teamfight thậm chí có thể đánh bằng 2 chiêu cuối, 2-3 chiêu cuối cũng được nếu mà tham gia cùng liên tục. Án tử trúng tới từ Thread hay Karim, tung chiêu cuối nhiều người và sau đó lên bảng rồi. Và sau đó là CV ném trong tuyệt vọng, OnZ đã tới rồi. Galio là người đứng lại để đồng đội đi về, nhưng đồng đội có về đấy không đây. Một pha lao vào tấn công, hạ gục thành công xạ thủ đối phương nhưng không cần đến giới tử thần. Và sau đó sẽ dùng giới tử thần để giết vị trí của Naughty. Đứt sang đồng đội cánh dưới cũng đã có những tình huống đẩy thẳng vào. Pha R vào, xoay E chém tay W lên, giật về bằng R, sau đó giật lại bằng tình huống W và chiêu cuối còn đúng có 15 giây thôi các bạn. Dùng R êm thẳng một người và sau đó thì hồi chiêu cuối nó chỉ còn 15 giây. Rất tiếc là tình huống giao tranh cuối này thì đồng đội cũng là làm quá tốt nên là không được thấy cái khả năng xử lý của con Z này khi mà nó có những mạng hàng đúng liên tục trong giao tranh nó sẽ như thế nào. Kiểu như vào giao tranh mà đứt E trúng hai người, sau đó thì đứt 2 và R dứt điểm một người một phát thôi, làm mềm người thứ hai, người thứ hai chết một phát lại R tiếp. Đây là một trang bị cộng vẫn là 18 sát lực anh em nhé. Chỉ có cái áo choàng bóng tối này thì sẽ có 10 sát lực thôi. Nhưng các món trang bị còn lại thì đều cộng một lượng xuyên giáp rất ngon dành cho Z. Và mình cùng check xem cái lượng sát thương cuối game của OnZ trong cái lobby này sau 34 phút sẽ là bao nhiêu sát thương. Ok, lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được cho các bạn đây. 34 phút và 52.000 sát thương. Ao thực sự rất nhiều sát thương so với cái lobby này luôn. Người đứng thứ hai về mặt sát thương là Saya với chỉ 30.000. Mà con Z của OnZ đã là 52.000 rồi. Mặc dù đây là một lối chơi Z theo kiểu là êm một mục tiêu với sát lực, nhưng mà lượng sát thương gây ra của OnZ vẫn rất là ấn tượng. Và đây là điều mình rất là thích của OnZ là thanh niên là triển khai sát thương cho giao tranh nó quá tốt đi. Vô cùng khủng khiếp luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái giáo án Z theo một phong cách chơi khác so với những clip trước đây mình làm về OnZ ha. Vẫn là một player xử lý Z rất là tốt và đây là một lối chơi mà dựa theo cái lobby sẽ có những vị tướng như thế nào. Và OnZ sẽ chuyển cái lối chơi nó theo từng lobby khác nhau. Và ván đấu này với lobby này với kèo Galio đã solo kill đối phương liên tục, cầm lợi thế đó vào giao tranh rất áp lực cho các xạ thủ đối phương. Và gây được rất nhiều sát thương với giáo án này thì đã giúp cho team OnZ có được chiến thắng cuối cùng rồi. Hẹn gặp lại anh em vào những giáo án khác nha. Bye bye.